cả gà. Nghệ sĩ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn. Cảm ơn Trần Mạnh Tuấn rất nhiều. Thưa quý vị, thật là tuyệt vời. Tôi ngồi và tôi nuốt từng cái hơi thở của cái tiếng kèn này, cái nhạc điệu nó vang lên và nhớ rất nhiều thứ từ những cái kỷ niệm giữa tôi với Trần Mạnh Tuấn cách đây mấy chục năm rồi. Và đặc biệt thì trong số các nhạc cụ, tôi yêu nhất cái nhạc cụ này, saxophone. Vâng. Cách đây khoảng gần 30 năm thì tôi lần đầu tiên làm việc với Trần Mạnh Tuấn trong một cái chương trình, khi đó là VKT. Chương trình của chúng tôi có cái tên gọi là Nhà số 4 Phố Lý Nam Đế, em chắc còn nhớ đúng không? Khi đó thì đơn sơ lắm thưa quý vị. Chúng tôi không có trường quay, chỉ có một cái căn phòng làm việc của tôi thôi. Nó nhỏ lắm và nó có một cái ô cửa sổ trên tầng 5 của một cái căn nhà rất cũ hồi đó rồi. Tôi mới đề nghị với Trần Mạnh Tuấn là bây giờ làm cho anh một cái phần đầu, em đứng ở cái ô cửa sổ, đứng ngược ánh sáng mặt trời, và trong này máy anh đã quay hát ra, nó tạo thành cái khối đen. Và cái cây kèn saxophone trông nó hoành tráng, nó đẹp làm sao. Nó gần 30 năm rồi nhưng anh bây giờ anh vẫn thấy đấy là một trong những cái mà anh cảm thấy hài lòng nhất. Và lại một lần nữa, hồi đó anh cảm ơn em rồi, bây giờ lại một lần nữa cảm ơn em. Vì ở đây này, vừa rồi em tạo ra một cái không khí rất nhiều những cái cảm xúc, những sự xúc động. Cảm ơn em rất nhiều. Cái bài Hạ Trắng đúng không? Tại sao em lại chọn cái bài này? Lời đầu tiên xin được chào anh Lại Văn Sâm, xin chào tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ, và đặc biệt xin được chào tất cả quý vị khán giả chương trình Kích Vui Vẻ. Anh Sâm vừa rồi hỏi tại sao chúng ta chơi tác phẩm Hạ Trắng. Trần Mạnh Tuấn đã chơi cái tác phẩm này từ khi có chưa đến 8 tuổi thôi. Và lúc đó thì cũng thực sự là nhỏ quá, không biết tác giả và không biết tên bài này. Cũng không nghĩ rằng mình đủ duyên. Đến tận năm 1992 thì tác phẩm Hạ Trắng là một cái cơ duyên cho Trần Mạnh Tuấn được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Wow. Đây đã là những chia sẻ đầu tiên về những ký ức. Hôm nay thì có những kỷ niệm nào đó có thể chia sẻ với quý vị khán giả với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Được gần anh gần như là một người truyền lửa cho mình, không chỉ trong âm nhạc mà trong cái cuộc sống đời thường. Rất may mắn thì lại được có 5 cái bức tranh Sơn Dầu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ tặng riêng Trần Mạnh Tuấn. Không phải ai cũng có được cái vinh hạnh đó. Cảm ơn đó, kênh chị. Và những cái lúc vẽ tác phẩm này thì toàn là vào những lúc rất là khuya, 1-2 giờ sáng thôi, trước khi cái giai đoạn mà Trịnh Tuấn đi du học. Vừa rồi kênh chị một câu đố là Ướt Mi. Mọi người đều biết, đều nghĩ rằng tác phẩm Ướt Mi là tác phẩm đầu tay của anh Trịnh Sơn, nhưng mà thực ra thì còn một vài những cái tác phẩm khác nữa mà gần như là chưa được công bố trước khi tác phẩm Ướt Mi. Tác phẩm như là Chơi Vơi hay là Sương Đêm, những cái tác phẩm về thân phận con người. Thì Tuấn nhớ là Tuấn chơi Ướt Mi và cứ chơi đi chơi lại để khi anh hoàn thành từng bức tranh cho mình nữa. Giá như mà lúc đó mình chịu khó chơi nhiều hơn thì bây giờ có lẽ là sẽ có nhiều những bức tranh hơn. Nhưng mà thôi, được 5 bức thế này là điều hạnh phúc và may mắn lắm rồi ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Đó là những kỷ vật vô giá đúng không? Cũng xin, nếu mà còn thời gian thì cũng xin được chia sẻ với các anh chị một cái kỷ niệm rất là dễ thương. Có lẽ đây là tác phẩm cuối cùng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thu thanh. Đó là tác phẩm Tiến Thoái Lưỡng Nan. Khi mà Trần Mạnh Tuấn, anh Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Bảo Phúc cùng chung một cái studio để thâu thanh thì nó có những cái rất là dễ thương từ anh Trịnh Công Sơn. Là khi đang thâu như này, tự nhiên anh thấy anh dừng lại và anh nghe điện thoại. Và anh ấy hỏi là ai gọi đấy. Ngày xưa thì chưa có thu chồng được, luôn luôn phải thu từng track một. Và nếu như chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ phải thu lại từ đầu. Và khoảng 2-3 lần như vậy, anh ấy trả lời điện thoại qua cái headphone mà nhạc sĩ Bảo Phúc đang chơi. Cho nên anh hoàn toàn không nghe được người nào gọi điện cho anh ấy. Nhưng mà anh lại trách người ta là tại sao gọi điện đến mà không nói gì cả. Để chân nghĩ là đấy là một trong những cái rất dễ thương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Kỷ niệm của những dân Trần Mạnh Tuấn này, bây giờ ấy thì là các bạn trẻ ở đây trong chúng tôi có Hà Lê đây rất yêu nhạc Trịnh, và bạn ấy làm mới nhạc Trịnh theo cái phong cách của mình và đã thu được những thành công. Cá nhân tôi chẳng hạn thì tôi rất yêu nhạc Trịnh nguyên bản của ông ấy, và đến khi nghe những cái bản nhạc mà Hà Lê ấy làm thì tôi cũng thấy rất là vào, nghe cũng rất là thích. Thế thì một cái người mà gần gũi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lâu như thế, hiểu ông nhiều như thế, em thấy thế nào? Thưa anh Sơn, thưa tất cả mọi người, Hà Lê là một bạn trẻ mà thực sự là những người thân trong gia đình nhạc sĩ Trịnh Sơn cũng rất thích. Và đặc biệt Trịnh Tuấn trên một cái cương vị làm nhạc thì phải nói rằng âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như là dành cho tất cả mọi người. Hà Lê, chú lại muốn hỏi cháu là xuất phát từ đâu mà cháu lại muốn làm mới, chọn nhạc Trịnh để làm mới? Ở đây cháu xin chia sẻ với chú với cả anh Trần Mạnh Tuấn thì đối với cháu cũng như là một cái duyên. Cái duyên đầu tiên của em với nhạc Trịnh cũng chính là bài Hạ Trắng. Cũng chính là bài Hạ Trắng ở trong một vòng đầu tiên của cháu là cháu chọn làm mới lại bài Hạ Trắng để thể hiện.
Và cũng từ đó mà cháu được bén duyên với cả nhạc Trịnh, và cảm thấy là những cái tư tưởng, thông điệp mà bác Trịnh Công Sơn đưa vào trong tác phẩm nó rất là phù hợp. Một phần nào đấy nó cũng như là cháu đang kể câu chuyện của chính cháu vậy. Thế cho nên là cái sự đồng cảm đấy nó dẫn cháu là muốn đi tìm hiểu nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn về nhạc Trịnh. Trong 2 năm vừa qua cháu đã làm được album Ở Trọ. Vâng, để họ có chung một điểm là tác phẩm đầu tiên mà ấy là Hạ Trắng. Và họ có chung một cái tình yêu rất lớn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của chúng ta. Bây giờ thế này đi, sẽ rất là vui, sẽ rất là thú vị với tất cả quý vị khán giả nếu như bây giờ cháu tại đây cháu có thể ngẫu hứng một cái gì đấy với nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn không? Vâng, xin mời. Cháu xin phép ạ, xin phép mọi vâng. Người. Thì cháu xin phép chú và xin phép anh, chúng ta có thể chơi Ở Trọ được không ạ? Được không Trần Mạnh Tuấn? Được không? Ở Trọ. Vâng. Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre thì dòng sông la, tối nay ở trọ trần gian trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Sống như thế là hơi phí rồi đấy các bạn ạ. Cảm ơn, một phút ngẫu hứng tuyệt vời. Xin cảm ơn Hà Lê, cảm ơn nghệ sĩ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn. Bây giờ còn sức để phục vụ cho khán giả thân yêu của chương trình Cứu Vui Vẻ bài Ướt Mi nữa không? Em xin chơi thêm 3 bài nữa được không ạ? Yeah. Thank you.
Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn anh Lại Văn Sơn. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Anh ơi, anh Sâm ơi, à, có lẽ em phải chia sẻ thế này. Không hiểu sao ấy thì nghe cái tiếng kèn này dường như mọi thứ nó ngưng lại sao ấy. Em không hiểu mọi người nào nhưng trong em dường như mọi thứ nó cũng tạm ngừng lại. Và có được cái đáp án này thì em phải cảm ơn Hà Lê. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều bài hát trước khi cái bài hát Ướt Mi này công bố. Thì em có hỏi Hà Lê thì Hà Lê có nói với em là Ướt Mi là một trong những bài đầu tiên. Cảm ơn em cái thông tin của em chia sẻ. Và chính đội trưởng của đội 90 Tiến Luật có nói là bài này ông viết vào năm 18 tuổi đúng không? Đó, thì phải cảm ơn đội bên này là đã cho em những cái thông tin. Thực ra đối với nhạc Trịnh Công Sơn thì mọi người nghe giống như anh Trần Mạnh Tuấn có nói là sẽ dành cho tất cả các lứa tuổi, dành cho cả xã hội. Nhưng mà hiểu về nhạc của ông hoặc đi sâu vào thì không phải ai cũng có thể có cái cơ hội làm điều ấy. Bởi vì đôi khi nghe quá hay mà người ta không cần biết đến nó xuất xứ từ đâu, hoặc là nghe ở đâu hay làm gì, chỉ thấy nó hay thôi. Em ngưng là đúng đấy, khiến người ta đôi khi phải lắng lòng lại để mà nghĩ về một cái điều gì đó xa xôi, về một con người nào đó, về một cái miền ký ức nào đó. Thì cái saxophone này là cái rất là có hiệu quả và nó hiệu ứng kinh khủng. Cháu cũng nghĩ rằng là bởi vì là cái đây là bộ hơi ấy, là mình sẽ phải lấy hơi từ bên trong và mọi thứ nó phải được rút ra từ bên trong, kể cả cảm xúc cũng như là các thứ. Cho nên là khi mình nghe cái tiếng kèn vui hay là buồn, những cái cảm xúc nó rất là rõ ràng. Mà đặc biệt là với những người như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ấy, thì thứ nhất là về cái khả năng của anh ấy, khả năng ngẫu hứng của anh rất cao. Cái thứ hai nữa là cái tình cảm, cái cảm xúc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là lớn, bởi vì đấy là một người bạn nhỏ tuổi giờ của Trịnh thì Công em Sơn. Mới biết là anh cũng yêu cái tiếng kèn này. Em cũng không nghĩ là nó lại đáng yêu đến mức độ như này yêu đâu. Lắm em ạ. Em có mua một cái đĩa của anh Trần Mạnh Tuấn, là em nhớ là năm 2001. Anh Trần Mạnh Tuấn có một cái album là Hạ Trắng luôn. Thì vừa nghe một cái bao nhiêu thứ nó lại về anh ơi. Cứ đêm đêm là mình một ly cà phê sữa pha nóng nóng rồi ngồi và nghe, trời ơi nó phê khủng khiếp. Và hôm nay lại được cái cảm giác phê của ngày xưa. Sướng. Thật là tuyệt vời.